Chuyện phòng the, chuyện ấy, chuyện tình dục quan hệ trong thời gian bao lâu là bình thường? Một nghiên cứu năm 2020 của Hiệp hội Nghiên cứu và Trị liệu Tình dục Mỹ đánh giá thời gian đạt cực khoái ở phụ nữ cho thấy trung bình là 13,41 phút. Theo nghiên cứu, thời lượng lý tưởng cho quan hệ tình dục kéo dài từ 3 đến 7 phút là đủ, kéo dài từ 7 đến 13 phút là đáng mơ ước, và kéo dài từ 10 đến 30 phút là quá lâu. Khi quan hệ tình dục, các nhà khoa học đã đưa ra những phép tính toán về mặt thời gian để biết thời gian xuất tinh sau bao lâu là bình thường, bao lâu là sớm. Các chuyên gia về sức khỏe tình dục cho rằng, nếu bạn trai duy trì thời gian xâm nhập được 5-7 phút quan hệ tình dục là thời gian quan hệ bình thường, bởi đa số đàn ông trên thế giới đều như vậy. Sức khỏe trong chuyện ấy là có giới hạn, do đó đừng bao giờ cố gắng quá dẫn đến kiệt sức. Mỗi cặp đôi đều có khả năng và thói quen yêu riêng. Hãy theo tình trạng của mình, đừng bị áp buộc bởi người khác. Quan hệ bao nhiêu phút là bình thường? Câu hỏi này không quá khó, bởi trung bình từ 5 đến 7 phút là rất tốt rồi. Và theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, thời gian trung bình cho một cuộc yêu, phổ biến như sau. Khúc dạo đầu, đây là khoảng thời gian để hai bạn chuyện trò, ôm ấp, vuốt ve, massage, khoảng thời gian này nên từ 5 đến 30 phút. Đừng bao giờ ít hơn 5 phút và cũng không nên quá 30 phút vì quá thì dẫn đến mất cao trào. Thời gian xung trận, đây là khoảng thời gian được tính từ khi cậu nhỏ đưa vào trong cô bé cho đến lúc xuất binh, lý tưởng nhất là từ 7 đến 15 phút. Đây chính là thời gian quan hệ tình dục bình thường. Các cặp đôi hãy nhớ một lần nữa, thời gian quan hệ bao lâu là bình thường được cho là từ 7 đến 15 phút, tính từ lúc đưa cậu nhỏ vào cô bé. Trên thực tế thường gặp các mức thời gian lâm trận của các cặp đôi từ thấp đến cao như sau. Trong trường hợp sau 1 phút đã xuất tinh, đây gọi là yếu sinh lý, hay xuất tinh sớm. Trường hợp này, bạn nên đi thăm khám bác sĩ. Chỉ được dưới 3 phút, quá ngắn, khó có thể thỏa mãn nhu cầu của cả đôi bạn. Đây vẫn bị coi là xuất tinh sớm. Từ 3 đến 7 phút, đây là mức trung bình của rất nhiều người. Trong thời gian này, bạn gái đã có thể lên đỉnh được 2-3 lần. Bạn cũng có thể dùng thêm sản phẩm hỗ trợ nếu muốn kéo dài thêm từ 15 đến 20 phút nữa. Từ 7 đến 15 phút là thời gian lý tưởng cho bất kỳ một cuộc yêu nào trên thế giới. Với thời gian này, cả hai đều lên đỉnh và đạt được cực khoái, là thời gian lý tưởng cho phụ nữ lên đỉnh 2-3 lần. Hơn 15 phút được xem là khá lâu, thời gian quan hệ mà quá 15 phút là biểu hiện của bệnh lý hoặc bạn trai đã sử dụng thuốc kéo dài chuyện ấy. Khi đã kết thúc cuộc yêu, hai bạn nên ôm ấp, âu yếm bạn tình khoảng 5 đến 10 phút hoặc hơn. Đây là thời gian cặp đôi hưởng dư âm của cực khoái và tận hưởng cảm xúc của tình yêu. Thời gian lên đỉnh của cả hai là bao lâu? Với phụ nữ, thời gian lên đỉnh là 6 giây, nhưng với đàn ông thời gian lên đỉnh lên tới 12 giây. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nếu trong thời gian yêu mà lên đỉnh tới 2 lần thì sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là phụ nữ.